Trời mình. Tại sao mỗi lần mà làm mấy cái phim mà về tình ca này sao không cho tôi làm soái ca gì chứ vậy? Bản thân tôi thấy tôi cũng đã đi bộ. Nani? Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Miss Thi này và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần ngoại truyện Behind the Scene. Tiền. Ok, bây giờ tụi mình đã đến đây từ rất là sớm, khoảng 10 sáng và bây giờ đã là 9 giờ rồi. Tụi mình mới bắt đầu quay. Ok, thôi đi nha mọi người. Giới thiệu, đây là hai nam chính của chúng ta. Hai nam chính của cuộc đời nhau thôi. Ủa sao cho mày đúng rồi, cái là vẫn là cái ông của cuộc đời nhau hả? Em có mang đồ cặp, cuồng cặp với nó chứ mà. Nhưng mà nó không dám thai. Kỳ vậy, phải thay đi chứ nó mới đồng bộ. Bây giờ trend là bây giờ đang làm kiểu phim đâm cũng nhiều lắm. Chị đúng có muốn là tụi em quất đúng không? Được, đúng rồi, thay đi. Ok, lên em ơi. Thay đi em ơi, nhanh lên. Lại ca kìa, anh lại ca, lại ca, anh lại ca. Diễn cảnh đặt tả cái chân của mình đó, quay cho ai cũng quay hết, quay cho tôi không bao giờ quay hết, quay cho ai cũng quay không bao giờ quay cho tôi hết. Ở thằng Trang vô mặt này chỉ thích nghe ây da, vừa quay xong một cảnh té ây da, đau quá chân chày hết ây da, té bầm người hết luôn á. Ok bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở một cái phim trường. Thì hiện tại bây giờ mình sẽ dẫn mấy bạn vô coi cái phim trường đó. Nó có rất là nhiều khung cảnh nó khác nhau đúng không? Thì mình với bạn sẽ cùng nhau vào check coi như thế nào. Thì mọi người đang chuẩn bị cho ông. Let's go, đi thôi. Đây là phim trường, đây là cái bàn stream tiếp theo của chị Thi. Thì đây, nó có mấy cái thứ linh tinh nè. Stream ngồi ghế gỗ. Streamer ngồi ghế gỗ. Ở đây nó có mấy cái dụng cụ kiểu thập niên kiểu 80, 90 rồi đó nè. Mấy cái máy quay phim nè. Đây là một cái máy phát đĩa rất là đẹp luôn, rất là cổ luôn. Mình chỉ có mấy cái món đồ cổ nên đây có nghĩa là một cái gọi là một cái phòng của một người bố hay là một cái gì đó kiểu một chuyên gia đồ cổ. Bên này nó sẽ có một cái khung cảnh của một cái phòng, dù là nó chỉ là phòng phát thôi. Tủ lạnh xài được không đây? Tủ lạnh không có gì luôn, nó chỉ là cảnh trí đó các bạn. Nước có không ta? Ồ, nước không có luôn nè. Lò vi sóng, wow, lò nướng luôn nè các bạn. Nó có mấy cái món đồ kiểu để dùng đơn giản là chỉ để kiểu làm cảnh trí thôi. Ok bạn ơi, hiện tại thì tụi mình đang ở phim trường. Thì bây giờ tụi mình đang quay cảnh cuối cùng của cái cái cảnh cuối cùng của cái bộ phim này. Nhưng mà nó là cảnh cuối cùng của phim thôi. Còn cảnh chính giữa tụi mình chưa quay, cho nên là bây giờ tụi mình Cường thấy sao Cường? Thời gian quay phim hết trong sát cho được không? Mới quay cảnh đầu đây, giờ sao quay cảnh cuối rồi? What the hell? Sài Gòn lạ lắm. Ok bạn ơi, hiện tại bây giờ tụi mình không có nói chuyện với thằng khùng đó. Thì bây giờ mình sẽ cất điện thoại cho, tại vì mình sợ bị giật. Ok, bây giờ tạm biệt mọi người. Ok mấy bạn ơi, hiện tại là mình đang ở một cái set kiểu quay. Mình chưa là cái gì? Set là cái gì? Set quay hình. Set quay hình chứ không phải là. Thì mình với anh Cường đang ở đây và bên kia đang quay một anh bú già. Khu hai bên. Mình mình. Tại sao mỗi lần mà làm mấy cái phim mà về tình ca này sao không cho tôi làm soái ca gì chứ vậy? Bản thân tôi thấy tôi cũng đã đi bộ. Nani? Sao lúc nào cũng kiểu có kiểu nữ chính đóng chung đẹp đẹp là mày chết rồi, cay thiệt. Nữ chính đóng chung đẹp đẹp là cho người khác hả vậy? Hôm nay của em ngày hôm nay khá là lịch sử. Dạ. Em thế nào? Em không biết nhưng mà. Ê Đức chị, Đức. Chị sao sao? Hồi nãy em kéo méo sập nhà luôn á. Thì mấy bạn ơi, ngày hôm nay tụi mình đang diễn một cái vai rất là quan trọng. Trong này là không có tụi mình là không sẽ có cái vai diễn này luôn. Tại vì hai đứa mình là hai đứa đàn em của đại ca. Mà đại ca không có đàn em thì đại ca không phải là đại ca. Thì không có phim này. Sẽ không có phim này. Đúng rồi. Và ngày hôm nay người quan trọng nhất chính là Jenny.
Nó thấp. Bé đi nói. Không gạt chân là không té, không có phim được. Ờ, đúng rồi. Nếu không cứ gạt chân là không có phim này. Và ở trên kia cũng không có tầng lầu nào cả. Tất cả đều là vách của kia. Bức tường chúng ta có thể rơi bất cứ lúc nào. Đây, chỗ mát lớn kìa. Ôi, lên đi. Sập nó mát đường. Sập đó em, em nghĩ sao cái thay của em mà em lên vậy. Không, mày chui đây luôn cũng được. Cứ mạnh lên xuống, mày chui đây luôn. Mày chui đây luôn, hai thằng ngồi đứng. Ừ. Xong lúc mà tao đi tính ra tao quất á, mày nhớ kẽn tao lại. Thiết kế không đập đó đâu. Rồi, ở mấy sổ đại ca. Hai chủ quán đây làm ăn đàng hoàng đâu mà đại ca đại diện. Đại ca nô ta cái người á. Không nhớ hả? Ây cái con này là nó. Giọng cao lên, giọng cao lên. Đôi chân dầu anh khóc vô xa vầy mắt. Bụng dèo đôi mai anh tóc vô xa vầy. Ở lại đúng không? À mọi người ơi, lại đúng không? Nói cái là... Chào mừng đôi mai anh muốn chi với lòng. Ok bạn ơi, bây giờ cảnh cuối của tụi mình rồi thì bây giờ tụi mình chuẩn bị quay show cuối cùng rồi. Chị Thi ơi, chị Thi, cảm xúc của chị khi mà quay 2 ngày qua là gì? Vui rất là nhiều niềm vui bởi vì mình gặp rất nhiều bạn mới, chẳng hạn như là Bé Chanh. Bé Chanh quen mà. Đi quay dở bạn. Bé Chanh rồi nhớ rồi. Anh Minh có cảm giác gì không anh Minh? Có bạn gái mới rồi. Bye hả? Ủa vậy bye hả? Sao vậy? Ủa sao vậy? Bye bye. Một con mũi thật to đã cắn vào chân và tay của tôi. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất. Tôi mà càng gái thì chân và tay càng sưng to lên. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất. Một con mũi thật to đã cắn vào chân và tay của tôi. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất. Tôi mà càng gái thì chân và tay càng sưng to lên. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất.